bạn chơi cầu lông với tụi mình không? Mình không chơi đâu, mình đang đi giao bánh rồi. À, mọi người thử bánh mình nướng nha, cũng vừa xong rồi á. Ồ, xong nồi làm bánh luôn. Ăn chứ, mình muốn ăn nè. Trời ơi, ngon quá à. Xong nồi khéo tay ghê. Bạn hả, bạn cũng ăn thử một miếng đi. À, thôi, mình không ăn đâu, các bạn ăn đi. Bạn chê bánh mình dở nên không ăn chứ gì? Không, mình không có ý đó, mình có lý do riêng mà. Nè, chào các bạn nhỏ. Các em đang làm cái gì mà anh thấy nó qua nó lại vậy? À, chào anh Huỳnh Đông. Tụi em đang ăn bánh của Sóng Nâu làm nè. Anh ăn cùng với tụi em đi. Ừ, ăn chứ. Bánh Sóc Nâu làm là khỏi chê luôn á. Ủa mà sao anh thấy Sóc Nâu có vẻ không vui vậy? Tại em làm bánh mà mời bạn Bạc Hà. Bạn ấy không có chịu ăn bánh em làm. Ủa, sao vậy Bạc Hà? Anh thấy bánh Sóc Nâu nhìn ngon lắm mà. Em biết bánh ngon, nhưng em không dám ăn, vì em đang bị đầy bụng. À, thì ra lý do là vậy. Chà, đầy bụng hay chướng bụng khó chịu lắm á. À, thôi, bây giờ đi với anh đi. Mình qua nhà doctor khỏe, nhờ doctor khỏe chỉ cho. Chứ mà để lâu ảnh hưởng tới sức khỏe à. Doctor khỏe ơi, doctor khỏe có ở nhà không? Có chuyện nhờ doctor khỏe nữa nè. Ai lại bị làm sao mà gọi doctor khỏe vậy? Doctor khỏe, lần này á là em Bạc Hà. Em Bạc Hà đang bị đầy hơi chướng bụng kìa. Doctor khỏe giúp em Bạc Hà đi. Bạc Hà bị chướng bụng hay đầy bụng hả? Sao con không nói đậu đũa giúp con? Cái gì? Cái này Quỳnh Đông mới nghe lần đầu luôn á nha. Đậu đũa có thể giúp trị đầy hơi chướng bụng hả doctor khỏe? Ủa sao mấy có thể làm được như vậy? Doctor khỏe nói rõ hơn được không? À, đậu đũa là thực phẩm vô cùng giàu dưỡng chất. Đậu đũa là nguồn cung cấp protein, vitamin A, sắt, phốt pho và kali rất tốt cho sức khỏe. Đậu đũa có chứa hàm lượng chất xơ cao. 100g đậu cung cấp 9,5% nhu cầu chất xơ cần cho một ngày của cơ thể. Chính vì vậy, khi ăn đậu đũa sẽ giúp giảm sự khó chịu, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa chứng đầy hay là chướng bụng. À, thì ra là vậy. Vậy đó tôi khỏe, chúng ta sẽ ăn đậu đũa như thế nào để cho hết đầy hơi chướng bụng vậy đó tôi khỏe? Chúng ta có thể sử dụng đậu đũa từ 2 đến 3 lần một tuần, rửa sạch và luộc lên để dùng. Dạ, Quỳnh Đông có một câu hỏi như vậy nè, mà Đông nghĩ là quý vị khán giả cũng sẽ quan tâm á. Đó là chúng ta sẽ sử dụng đậu đũa như thế nào để tránh được các tác dụng phụ? À, có một lưu ý rất là quan trọng là chúng ta phải luộc đậu đũa trước khi chế biến và tuyệt đối không được ăn sống. À, thì ra là vậy. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý nha, tuyệt đối không được ăn sống đậu đũa. Quay trở lại với Bạc Hà nè. Bạc Hà, chút nữa nhớ qua nhà đậu đũa xin một ít để cải thiện chứng đầy bụng của mình nghe chưa? Đi qua nhà mình lấy đi Bạc Hà. Mình cảm ơn bạn. Ê ê ê, khoan đã hai em. Chờ anh chào quý vị khán giả rồi mấy anh em mình đi chung chứ. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ đáng yêu, xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Bye bye. Bye bye khán giả thân thương nè.